Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay cửa hàng mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho đây một cái dòng máy hàng ống nhiệt của hãng Smart Pro có mã là MBBW 800. Lúc trước cái dòng này giá hình như là 600 mấy anh em, nhưng mà bây giờ giá chỉ còn có 590 ngàn thôi. Rất là rẻ luôn ha, để anh em mua. Có công suất là 800W, dòng điện 224 50 60 Hz. Cái nhiệt độ anh em có thể chỉnh được từ 50 đến 300 độ C. Nhá, nó sẽ có những cái size ống trong đây là 20, 25, 32, 40, 50 và 63. Nó sẽ có nguyên một cái size ống này luôn, anh em mua cái bộ này về là chúng ta có đủ size hết á để chúng ta xài. Đó. Hàng chính hãng của Smart Pro đựng trong một cái hộp sắt như thế này. 590 ngàn thì khá là rẻ nè. Nha. Thì nói chung thì đây là cái hộp sắt nó có sơn anh em, để thì nó có hơi chạy chạy một chút vậy, thì nói chung là chuyện bình thường. Nhiều lúc cái cục này mà đem đi ship hàng nữa thì mình nghĩ sắt nó còn chạy nữa, bởi vì đem đóng hàng qua bên bên giao hàng anh em nó không có bảo quản như mình để ở cửa hàng đâu. Máy trang bị chúng ta là một cái đầu để nè nha. Rồi cái máy máy thì anh em sẽ để trên đây đó, và những cái đầu ở đây ha, 1 2 3 4 5 6, đó 6 cái đầu 20 nè, anh em mẫu đây đầu này 20 nè ha, đó 20 nè, 25 nè, 32 rồi 40, 50 và 63 ha, rất là lớn luôn. Đây cái máy này nhiệt độ anh em chỉnh từ 50 ha, cho đến 300. Ở trên đây thì ghi tới 350 độ C nè, mà trên cái catalog thì chỉ có 300 thôi ha. Đó thì anh em muốn xài cái nào thì chúng ta bỏ chúng ta xài thôi, với giá chỉ có 590 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Cái dòng mà những cái dòng này thì anh em xài nhiệt cái này thì bảo hành chỉ 3 tháng đó nha. Đó, 3 tháng. Ok, rất là đẹp. Đây. Thì mình nghĩ này đơn giản, chả cái gì hướng dẫn anh em ha. Anh em đã ngành điện nước rồi, nói chung cái này thì không thể thiếu. Bây giờ cái nhu cầu mà xài năng lượng mặt trời anh em ha, những cái đường ống mà năng lượng mặt trời ấy là rất là nhiều luôn. Và những cái ống nhựa ta cần mà hàng nhiệt á, thì ok, này là sản phẩm không thể thiếu dành cho những anh em thợ điện nước. Nếu mà đã là anh em thợ điện nước rồi thì cái này hầu như là phải có nha, gần như bắt buộc luôn anh em. Cái điện nước không có này chúng ta đâu có xài được. Rồi, giá mới 590 ngàn nha anh em, cho một cái sản phẩm như thế này. Rồi ok ha. Sách thì theo chỉ có sách hướng dẫn sử dụng thôi anh em á, thẻ bảo hành thôi, chứ không có gì hết. Rồi ok, anh em đang nhu cầu mua một cái máy hàng ống nước của hãng Smart Pro này, liên hệ cửa hàng mình á, giá chỉ có 590 ngàn thôi. Chưa bao gồm phí ship, anh em ở tỉnh vui lòng cộng thêm phí ship hàng nha. Cái cục này nó cũng hơi nặng ha, đâu đó chắc không phải cỡ khoảng mình không có cân, chắc cũng 3 4 kg gì đó ha, khoảng đó nha anh em. Thì do vậy thì cái mình sẽ cộng thêm cái phí ship hàng vô thôi nha. Rồi, cảm ơn em nhé, xin chào, hẹn gặp lại.